Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày qua, thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc phổ biến là nắng ráo. Tuy nhiên, về đêm và sáng, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao từ mực 1.500m lên đến 5.000m, gây ra mưa rào rải rác cho khu vực. Nhiệt độ theo đó có xu hướng giảm với mức nhiệt cao nhất trong ngày giảm xuống ngưỡng 26-29 độ, trên phía Tây Bắc Bộ có nơi cao hơn. Dự báo trong đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm trong vòng 24 giờ. Trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Sang tới ngày mai, ngày 4 tháng 5, hội tụ gió suy giảm nên mưa sẽ giảm nhanh xuống vài nơi, nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần lên khoảng từ 1-2 độ. Tuy nhiên, từ đêm ngày 4 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nén rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam, thì mưa được dự báo sẽ tiếp tục quay trở lại. Với các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, có khả năng hội tụ gió trên cao cũng phần nào tác động, gây ra mưa dông diện rải rác, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ngưỡng 28-31 độ. Các khu vực khác phổ biến ít mưa, ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngưỡng từ 30 độ. Sau đó sang tới ngày mai vào ngày 4 tháng 5, do sự phát triển và mở rộng của áp thấp nóng phía Tây, nên nhiệt độ tại các tỉnh vùng phía Tây Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An sẽ tăng cao đáng kể. Cục bộ có những nơi sẽ xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ sấp xỉ ngưỡng 35-36 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, chưa có hình thế gây mưa nên thời tiết chủ đạo là ít mưa và ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 31-34 độ. Riêng một số nơi như tại Ayunpa của Gia Lai hay Cát Tiên Lâm Đồng, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng trên 34 độ. Tại Nam Bộ, mức nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 32-35 độ. Về chiều tối, mưa dông có thể xảy ra cục bộ, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Phải từ chiều tối ngày 4 tháng 5 trở đi, rãnh thấp xích đạo hình thành và có thể sẽ tác động gây ra mưa dông cho khu vực Nam Bộ và một số nơi thuộc phần phía Nam Tây Nguyên. Cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Và tiếp theo như thường lệ, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, mùng 3 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ,
Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa, có lúc có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.